Một dòng gỗ vua Vương Mộc từ Đàn Đỏ có những điểm gì trị giá hơn 100 triệu đồng? Và trong video ngày hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu và báo giá trực tiếp tới toàn thể đại gia đình nhà mình. Một hình tượng ngài Đạt Ma Hàng Long thuần song nghe. Và đầu tiên thì mời toàn thể đại gia đình mình có thể là ngắm nhìn về em Tuấn những chi tiết nhỏ trên tác phẩm anh em mình nhá. Và cái đầu tiên thì em có thể ngắm nhìn là khuôn diện của ngài Đạt Ma trong ngày hôm nay đều được chế tác theo những cái nét đục là rất dữ dằn anh em mình ơi. Thậm chí bên trên của ngài thì lại có cả những chú ninh vật rồng đứng đầu trong tứ ninh phong thủy, vẫn luôn uốn mình và ở ngay bên trên đầu ngài. Đấy, mình ngắm nhìn cái dáng thế, ngay cả những chi tiết nhỏ, những cái sợi râu em cũng đều được làm là chỗ kênh ra hay nhấn nhá đến từng cái di sần một cái u má quảng. Và xuống dưới nữa thì em có để ý đó là bàn tay của ngài đang cầm những vòng tràng hạt đều được em làm là liền khối và đều kênh bong hết ra anh em mình nhá, mà hạt nào hạt đấy nó rất là đều với nhau. Đấy, mình có thể thấy được là cả toàn bộ tác phẩm đều có nền chất liệu gỗ là vương mộc từ Đàn Đỏ và được chế tác hoàn toàn thủ công của tay. Và cả hai chú nghê ngày hôm nay cũng phải là uốn mình ở ngay phía dưới và ngước lên nhìn ngài Đạt Ma. Với một dòng gỗ vua với một kích thước cực kỳ khủng như tác phẩm trong ngày hôm nay có chiều cao là 1m75, rộng 39, sâu là 39. Và tác phẩm này đang được bán trực tiếp tại cửa hàng Nguyễn Tuấn với mức giá là 105 triệu. Anh em nào thì có thể quan tâm có thể inbox qua số Zalo em đã ghim trên màn hình anh mình nhá.